Giá trị Twitter có thể giảm hàng tỷ USD vì đổi tên thành X. Giới chuyên gia cho rằng, việc đổi tên Twitter là một cú sốc tài chính, đồng thời xóa bỏ thành quả hơn 15 năm qua của mạng xã hội này. Việc một thương hiệu phổ biến đến mức trở thành ngôn ngữ hàng ngày đã rất hiếm, nhưng chủ thương hiệu tự tay xóa bỏ điều đó còn là điều hiếm hoi hơn. Hôm 23 tháng 7, Elon Musk thông báo Twitter sẽ đổi tên thành X, logo chim xanh và các từ liên quan như tweet cũng sẽ bị xóa bỏ. Giới phân tích và các hãng thương hiệu cho rằng, động thái này có thể khiến giá trị thương hiệu Twitter mất 4 đến 20 tỷ USD. Steve Suci, giám đốc thương hiệu tại Seiko & Gale cho biết Twitter đã mất hơn 15 năm để phổ biến thương hiệu trên toàn cầu. Xóa bỏ thương hiệu Twitter sẽ là cú sốc tài chính lớn. Nhiều nhà phân tích và hãng tư vấn khác cũng đồng tình rằng giá trị thương hiệu Twitter đã giảm đáng kể sau khi về tay Musk. Ví dụ, Brand Finance ước tính mức giảm là 32% kể từ năm ngoái. Bên cạnh đó, khi quan điểm về thương hiệu Twitter thay đổi, các khách hàng quảng cáo cũng đang dần rời đi. Họ lo ngại sở thích phát ngôn gây sốc của Elon Musk sẽ phá vỡ quy tắc kiểm duyệt nội dung của Twitter. Musk gần đây cũng thừa nhận doanh thu quảng cáo của Twitter giảm hơn 50% kể từ tháng 10.